À, các bạn khán giả truyền hình thân mến, lúc này đây chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh được truyền trực tiếp từ sân vận động Binan ở tỉnh Laguna của đất nước Philippines. Và đây sẽ là lượt trận thứ hai của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 năm 2019 giữa các cầu thủ U22 Việt Nam và U22 Lào. Sân vận động Binan có sức chứa 3.000 chỗ ngồi. Và lúc này đây chúng ta cũng thấy là nhiệt độ tại Binan là khá nóng và khoảng 31 độ C. Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình ra quân của đội tuyển U22 Việt Nam. Thủ môn sẽ là thủ môn Nguyễn Văn Toản mặc áo số 30. Các cầu thủ ở hàng phòng ngự có số 21 Đức Chiến, số 23 Bùi Tiến Dụng, số 6 Lê Ngọc Bảo. Ở phía trên, bên cánh phải sẽ là số 4 Hồ Tấn Tài, bên trái là số 5 Đoàn Văn Hậu. Cặp tiền vệ trung tâm sẽ là số 7 Triệu Việt Hưng và số 16 Đỗ Hùng Dũng. Ở phía trên chúng ta có bộ ba số 11 Trần Thanh Sơn, số 19 Nguyễn Quang Hải và số 22 là Nguyễn Tiến Linh. Như vậy ngày hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển U22 Việt Nam đã có đến 8 sự thay đổi về mặt nhân sự so với màn so tài gặp U22 Brunei. Chỉ có 3 cái tên góp mặt ở trận đấu với U22 Brunei có mặt trong trận đấu ngày hôm nay, đó là Tấn Tài, Ngọc Bảo và Triệu Việt Hưng. Trọng tài chính là ông Sri Krishna Ramaswamy, trọng tài người Ấn Độ. Hai trợ lý trọng tài, một người Ấn Độ và một người Philippines. Còn đây sẽ là đội hình xuất phát của các cầu thủ U22 Lào. Chúng ta có cầu thủ mang áo số 2, đó là Buk Phithat. Thủ môn áo số 18 là Say Savat. Các cầu thủ phòng ngự có số 15 Afisay, số 19 Kahan, số 6 Kittisak, số 20 Vana, số 16 Somlit và số 11 Leon sẽ là bộ đôi tiền vệ trung tâm của U22 Lào. Ở hai cánh sẽ là số 9 Somsay và số 17 Bufachan và tiền đạo đội trưởng là số 7 Sukaphone. Đây là ông Sundra Moti, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U22 Lào. Ông là người Singapore. Hiện tại thì các cầu thủ U22 Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên. Chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước U22 Brunei. Và xếp ngay sau U22 Việt Nam là U22 Indonesia với chiến thắng 2-0 đầy bất ngờ trước các nhà đương kim vô địch Thái Lan. Và trận đấu đã bắt đầu. Như vậy trong hiệp đấu đầu tiên này thì các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam ra quân với trang phục toàn đỏ, bảo vệ phần sân phía bên tay phải. Và ở phía đối diện sẽ là các cầu thủ U22 Lào với trang phục toàn trắng. Trọng tài xác định đó là lỗi của đội trưởng Sukaphone. Số 7 của U22 Lào chính là cái tên đáng chú ý nhất trong thành phần của họ. Anh được mệnh danh là Messi của Lào. Một đường chuyền sai của Đức Chiến. Sukaphone. Số 7 Sukaphone là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi được đội tuyển U22 Lào bổ sung tại SEA Games 30 lần này. Ở trận đấu gần nhất, trận đấu ra quân của mình thì các cầu thủ U22 Lào đã xuất sắc cầm hòa U22 Singapore với tỷ số 0 đều. Đó là một trận đấu mà đội bóng của huấn luyện viên Sundra Moti đã chơi phòng ngự phản công rất sắc bén. Sukaphone. Quang Hải. Tiến Linh, pha xử lý của Tiến Linh. Đã có tiếng còi của trọng tài. Lỗi của hậu vệ cánh trái Vanna. Với đội hình xuất phát mà huấn luyện viên Sundra Moti đưa ra sân Binan ngày hôm nay,
thì nhiều khả năng các cầu thủ U22 Lào đang chơi với sơ đồ đó là 5-4-1. Đó là một sự thay đổi đáng kể so với trận đấu ra quân của họ gặp U22 Singapore. Ở trận đấu gặp đại diện của đảo quốc sư tử thì các cầu thủ U22 Lào đã chơi với sơ đồ 4-2-3-1, có xu hướng phòng ngự phản công. Nhưng với sơ đồ 5-4-1 ngày hôm nay thì gần như họ sẽ xây dựng tuyến phòng ngự của mình. Gọi vào! Đó là những gì mà chúng ta rất muốn thấy từ Tiến Linh. Một lỗ hổng rất lớn ở hàng phòng ngự của U22 Lào và chân sút của Bekamax Bình Dương đã tận dụng rất tốt thời cơ. Tình huống không hiểu ý của các hậu vệ bên phía U22 Lào đã khiến họ phải trả giá. Pha chấp thời cơ rất nhanh của Tiến Linh. Vừa rồi đó là tình huống có phần lưỡng lự của trung vệ mao số 6 bên phía U22 Lào, đó là Kittisak. Trước đội bóng như U22 Lào thì nhiều người cũng đã nghĩ về một kịch bản có phần khó khăn hơn so với trận đấu ra quân của U22 Việt Nam trước các cầu thủ Brunei. Nhưng những gì đang diễn ra trên sân Binan cho thấy mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Một lợi thế, một khởi đầu hết sức thuận lợi cho đội bóng của Luyện viên Park Hang-seo. Hiện tại theo như những gì chúng tôi quan sát được từ sân Binan thì đội tuyển U22 Việt Nam đang được lợi gió. Gió đang thổi khá mạnh trên sân Binan. Nhưng ở hiệp đấu đầu tiên này thì các học trò của Luyện viên Park Hang-seo đang có lợi về hướng gió. Văn Hậu. Triệu Việt Hưng. Ngày hôm nay Triệu Việt Hưng đang đá cặp với Đỗ Hùng Dũng. Đây là Thanh Sơn. Như vậy theo như chúng tôi quan sát được thì người đang đá cùng với Việt Hưng đã có lời việt vị của Văn Hậu. Hiện tại thì bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội tuyển U22 Việt Nam đang là Triệu Việt Hưng và Trần Thanh Sơn. Bộ đôi rất hiểu nhau, đến từ lò đào tạo của Hoàng Gia Lai. Trong khi đó Đỗ Hùng Dũng sẽ chơi nhô cao cùng với Quang Hải ở phía trên. Đó là những sự bố trí và mặt nhân sự cũng có phần bất ngờ đến từ vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Rồi là lỗi của Sukaphone đối với Ngọc Bảo. Đường chuyền của Thanh Sơn. Tấn Tài. Tấn Tài đã không thể khống chế bóng thành công. Ở trận đấu ngày hôm nay sẽ là cơ hội rất tốt để bộ đội chạy cánh của U22 Việt Nam là Tấn Tài bên phải và cánh trái là Văn Hậu sẽ có nhiều cơ hội và không gian để dâng cao hơn. Nếu xét về mặt thể hình thì rõ ràng U22 Việt Nam đang có phần nhỉnh hơn so với đối thủ U22 Lào. Và những pha lên biên của Tấn Tài và Văn Hậu sẽ là chìa khóa cho cách tiếp cận bằng bóng bổng vào khu vực vòng 16-50 của đối phương. Và ở đó Tiến Linh chắc chắn là chờ sẵn những cơ hội đến từ Tấn Tài và Văn Hậu. Đây là Tiến Dũng. Tiến Dũng ngày hôm nay là cầu thủ đá thấp nhất trong số bộ ba trung vệ của U22 Việt Nam. Cánh phải sẽ là Đức Chiến, hậu vệ của Viettel, và cánh trái là Ngọc Bảo, hậu vệ của câu lạc bộ Phố Hiến. Việt Hưng. Quang Hải. Quang Hải chính là người đeo chiếc băng thủ quân của U22 Việt Nam ngày hôm nay. Ở trận đấu gặp U22 Brunei thì chiếc băng thủ quân được trao cho hậu vệ cánh trái Đỗ Thanh Thịnh. Quang Hải, Việt Hưng.
Tiền vệ áo số 7 của U22 Việt Nam Triệu Việt Hưng cũng đã có cho mình một bàn thắng vào lưới của U22 Brunei. Thanh Sơn. Có lẽ với những người hâm mộ vẫn chưa có nhiều cơ hội để theo dõi Trần Thanh Sơn thi đấu, thì anh chính là người đã ấn định chiến thắng 4-0 vào lưới của U23 Thái Lan tại đợt vòng loại U23 châu Á năm 2020 vừa qua. Đó là trận đấu mà đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo U23 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm 4-0. Việt Hưng. Sau khi có được bàn mở tỷ số thì các cầu thủ áo đỏ đang chủ động chơi chậm, bởi vì họ biết rằng các cầu thủ U22 Lào đang chơi lùi khá thấp trên phần sân nhà và họ buộc phải kéo giãn đội hình của đối phương. Việt Hưng. Phải thường xuyên lùi về, đứng gần với Việt Hưng. Đường chuyền dành cho Quang Hải và đây là Tiến Linh. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Có tình huống phạm lỗi của Tiến Linh. Vừa rồi Tiến Linh đã phạm lỗi với tiền vệ mang áo số 11, đó là Leung Leon. Đúng là ngày hôm nay U22 Việt Nam đã nhập cuộc với tư thế của một đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều. Chúng ta đã hoàn toàn làm chủ đường thế trận trong khoảng 10 phút đầu tiên và cũng như có được bàn thắng từ rất sớm do công của Nguyễn Tiến Linh. U22 Việt Nam Lào đã phần nào có được khởi đầu thuận lợi trong trận đấu ra quân gặp U22 Singapore khi có được tỷ số hòa không đều. Tuy nhiên đó là trận đấu mà họ cũng đã bị dồn ép rất nhiều, và nếu như các tiền đạo của Singapore chắc chiêu cơ hội của mình hơn thì tỷ số đã không là một kết quả hòa. Đây có thể xem là đường tấn công đầu tiên của các cầu thủ U22 Lào trong trận ngày hôm nay. Ở vòng chung kết giữa các bạn ở vòng loại U23 châu Á vừa qua thì U22 Lào cũng chỉ có thể có được vị trí thứ 3 ở bảng đấu của mình. Họ đã để thua đội tuyển U23 Trung Quốc với tỷ số 5-0, thua U23 Malaysia 1-0 và chỉ có được chiến thắng ở trận đấu danh dự với U23 Philippines với tỷ số 3-2. Mặc dù vậy thì bóng đá trẻ của Lào vẫn có những bước tiến vượt bậc ở trong thời điểm gần đây, đặc biệt là ở vòng loại U19 châu Á vừa qua, trận đấu mà họ đã có được kết quả đứng nhì bảng và cùng với U19 Việt Nam cũng là một trong những đội bóng có vị trí thứ hai có thành tích tốt để giành quyền vào chơi vòng chung kết U20 châu Á diễn ra vào năm sau. Đó là dấu mà U19 Lào đã có trận hòa lịch sử với tỷ số 2 đều trước U19 Australia. Những tín hiệu rất tích cực đến từ bóng đá trẻ của Lào. Phùng Dũng. Phùng Dũng đang đá ở vị trí tiền đạo cánh trái, còn như thường lệ Quang Hải vẫn đá ở vị trí tiền đạo cánh phải và cũng thường xuyên có những tình huống lùi về khu vực giữa sân để tham gia làm bóng. Tiêu chí lựa chọn cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo ở đợt tập trung này là những cầu thủ chơi đa năng, có thể thi đấu được ở nhiều vị trí khác nhau. Chính vì vậy mà không quá bất ngờ khi ngày hôm nay Hùng Dũng lại là người đá lệch trái, một vị trí mà anh rất thường ít khi xuất hiện ở đội tuyển quốc gia cũng như là câu lạc bộ Hà Nội. Thậm chí có những thời điểm mà Hùng Dũng còn đường đẩy lên nhô cao, đá như một tiền đạo thứ hai bên cạnh Tiến Linh. Với việc sơ đồ 3-4-3 đã quá quen thuộc của huấn luyện viên Park Hang-seo trong những trận đấu mang đến thành công đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ, đã khiến cho nhiều đối thủ bắt bài được lối chơi của ông. Và đây là thời điểm mà ông cần phải có những tính toán để điều chỉnh những chiến thuật khác nhau, không chỉ là tại SEA Games 30 lần này mà xa hơn còn là vòng chung kết U23 châu Á.
sẽ diễn ra vào đầu năm sau tại Thái Lan. Đánh đầu khá nguy hiểm, lại một tình huống không chiến và lần này người tham gia tấn công là trung vệ Ngọc Bảo. Ở trận đấu gặp U22 Brunei thì U22 Việt Nam đã có được rất nhiều cơ hội đến từ những pha không chiến, từ những quả đá phạt góc hay những quả đá phạt gián tiếp như vậy. Rõ ràng là với chiều cao tốt hơn so với U22 Lào, cũng như là những cầu thủ có khả năng chơi đầu tốt như Tiến Linh, cũng như là các cầu thủ thi đấu vị trí trung vệ, thì U22 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục thực hiện những miếng đánh tấn công này trong tiếp theo. Việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo cũng là một thử thách khó khăn với các cầu thủ. Chính vì vậy mà ngày hôm nay huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã trao cơ hội cho tất cả những cầu thủ còn lại chưa ra sân ở trong trận ra quân gặp U22 Brunei có mặt ở trên sân. Như vậy tính đến lúc này thì cả 20 cầu thủ trong danh sách đăng ký của U22 Việt Nam đều đã được thi đấu tại SEA Games 30 năm nay. Đây cũng có thể xem là một điều rất hiếm thấy ở các đội tuyển U22 Việt Nam ở các kỳ SEA Games trước. Quang Hải, không có lỗi của các thủ môn hai Lào. Lê Ngọc Bảo là một trong ba cái tên vẫn còn được giữ lại trong đường xuất phát của huấn luyện viên Park Hang-seo ngày hôm nay, cùng với tiền vệ trung tâm Triệu Việt Hưng và hậu vệ cánh phải Hồ Tấn Tài. Đến lúc này thì U22 Lào vẫn chưa có được một pha dứt điểm nào. Và như chúng ta thấy ở góc quay này thì đúng là gió đang rất lớn. Cơn gió đã ảnh hưởng đáng kể đến pha phát bóng vừa rồi của thủ thành bên phía U22 Lào là Saisavat. Hùng Dũng, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu sẽ góp mặt thi đấu tại SEA Games năm nay. Tuy nhiên ở vòng chung kết U23 châu Á thì hậu vệ trái này sẽ không thi đấu. Đó là thời điểm mà anh sẽ phải trở về câu lạc bộ chủ quản của mình là SC Heerenveen. Đội bóng đang chơi tại giải Eredivisie, giải đấu cao nhất của đá Hà Lan. Và qua người khá hay. Tuy nhiên tình huống đẩy bóng sau đó lại hơi dài, đó là pha xử lý của Sơm Say. Ngày nay thì Thanh Sơn cũng sẽ hỗ trợ đắc lực cho Triệu Việt Hưng ở trong vai trò thu hồi bóng, cũng như là có những tình huống đánh chặn để cho cầu thủ này có những pha tham gia tấn công, cũng như là hoán đổi vị trí với Quang Hải. Bây giờ là Triệu Việt Hưng, Văn Hậu phối hợp với Hùng Dũng. Văn Hậu, như vậy trước đó thì Hùng Dũng đã rơi vào thế vị vị. Chúng ta có thể thấy là ở những phút vừa qua của trận đấu, Hùng Dũng đang giữ vai trò là một cầu thủ chơi tự do ở bên cạnh Quang Hải và ngay phía sau của Tiến Linh. Vai trò của Hùng Dũng cũng sẽ rất đa dạng trong sơ đồ chiến thuật của U22 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Ngoài nhiệm vụ tổ chức lối chơi cùng với Quang Hải thì vai trò của Hùng Dũng cũng sẽ lôi kéo các hậu vệ áo trắng của U22 Lào để tạo khoảng trống cho Tiến Linh. Đường truyền dành cho Tiến Linh, cơ hội thoát xuống, Tiến Linh, cú sút vào, rất đơn giản cho Nguyễn Tiến Linh.
Vừa rồi thì bộ đôi của BKMX Bình Dương đã phối hợp để mang lại bàn thắng thứ hai cho U22 Việt Nam. Hồ Tấn Tài là người đã thực hiện đường chuyền để Tiến Linh thoát xuống. Và Nguyễn Tiến Linh đã không bỏ qua cơ hội để đánh bại thủ môn Cesarvat lần thứ hai trong trận đấu này. Cùng một góc sút và cùng một kết quả, đó là bàn thắng đã đến cho các cầu thủ áo đỏ U22 Việt Nam. Đó là tình huống để bắt bóng của cầu thủ Buphachan bên phía U22 Lào. Và ngay lập tức các cầu thủ U22 Việt Nam đã chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Lại một lần nữa lỗ hổng ở cặp trung vệ của U22 Lào đã bị Nguyễn Tiến Linh khai thác triệt để. Như vậy cho đến thời điểm này thì bộ đôi tiền đạo của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, đó là Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh, đã mang lại đến 6 pha lập công cho đội tuyển U22 Việt Nam. Đó là một tín hiệu rất vui dành cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đăng ký đúng 2 tiền đạo trong danh sách 20 cầu thủ đến với Philippines lần này. Triệu Việt Hưng, được chuyền rất hay của Việt Hưng, Văn Hậu. Bàn thắng đã đến cho Văn Hậu, 3-0. Chúng ta cùng chờ xem. Có vẻ như đã có lỗi việt vị của Văn Hậu. Chính vì thế mà chúng ta thấy hậu vệ cao lớn của U22 Việt Nam đã không ăn mừng bàn thắng. Ở góc quay này thì theo như chúng tôi nhận định thì Văn Hậu chưa việt vị. Văn Hậu đã xuất phát ở thời điểm rất hợp lý để nhận đường chuyền của Triệu Việt Hưng. Ngay cả trọng tài biên trong tình huống vừa rồi cũng không phất cờ báo việt vị, mà đó là quyết định đến từ trọng tài chính. Một quyết định mang tính cảm tính của trọng tài chính. Mà Văn Hậu đã không thể có được bàn thắng cho U22 Việt Nam. Nhưng thời gian trước mắt của trận đấu vẫn còn rất dài. Và với các vị trí của U22 Việt Nam thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục có cơ hội để ghi tấm mình lên bảng tỷ số. Bàn tỷ số 2-0 của Tiến Linh đã cho thấy được đẳng cấp vượt trội của U22 Việt Nam so với đối phương. Tiến Linh trong một pha bứt tốc của mình đã loại bỏ được hai cầu thủ phòng ngự bên phía U22 Lào. Rõ ràng là so với mặt hiệu suất cũng như là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của U22 Việt Nam thì trận đấu ngày hôm nay đã được cải thiện rõ rệt so với trận ra quân gặp U22 Brunei. Ở trận đấu đầu tiên thì chắc hẳn đã có không ít lần chúng ta cảm thấy tiếc nuối với những pha bỏ lỡ 10-10 đến từ những cầu thủ của U22 Việt Nam như là Trọng Hùng, Triệu Việt Hưng hay Ngọc Bảo, cả Trọng Hoàng nữa. Tuy nhiên ngày hôm nay đến lúc này chúng ta vẫn đang làm tốt khâu chuyển hóa cơ hội bàn thắng của mình. Hùng Dũng đã không theo kịp đường chuyền vừa rồi. Đúng như những gì chúng tôi đã dự đoán thì ngày hôm nay là một trận đấu mà bộ đội chạy cánh của U22 Việt Nam sẽ hoạt động rất nhiều. Và ít nhiều cho đến thời điểm này thì cả Văn Hậu và Tấn Tài đều đã để lại dấu ấn trong lưới chơi của U22 Việt Nam. Tấn Tài là người đã kiến tạo mang về bàn thắng thứ hai cho Tiến Linh ở những phút vừa qua. Và vừa rồi thì nếu như trọng tài chính xác hơn thì Văn Hậu cũng đã có được cho mình một bàn thắng. Pha lên bóng của các cầu thủ áo trắng. Samlit
Somlit là một trong hai tiền vệ trung tâm vào lúc này của U22 Việt Nam, sau bàn của U22 Lào. Nhưng vừa rồi Somlit đã để mất bóng. Kể từ khi huấn luyện viên người Singapore Sudramoorthy đến dẫn dắt lứa trẻ của đội tuyển Lào, và cụ thể là lứa U23 tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, cũng như là lứa U22 hiện tại đang tham dự SEA Games, thì bóng đá trẻ của Lào đang có những sự chuyển biến rất tích cực. Chúng ta cùng xem pha lên bóng này. Hùng Dũng vẫn còn, Văn Hậu. Chúng ta cũng thấy rằng ở những phút vừa qua của hiệp 1, và cụ thể là 1/2 khoảng thời gian vừa qua của hiệp đấu đầu tiên, thì vai trò của Quang Hải vẫn chưa thể phát huy nhiều. Đội trưởng của U22 Việt Nam vẫn đang hạn chế tầm hoạt động của mình. Đó nhiều khả năng cũng sẽ là một trong những giải pháp để huấn luyện viên Park Hang-seo vừa giúp cho Quang Hải có được cảm giác thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo tại SEA Games lần này, và cũng để bảo toàn thể lực tốt nhất cho ngôi sao số 1 của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games. Cầu thủ đang bị đầu bên phía U22 Lào đó là số 16 Somlit. Nếu so với trận đấu gặp U22 Singapore, thì ở trận đấu ngày hôm nay U22 Lào có hai sự thay đổi người. Hai cầu thủ đang được huấn luyện viên Sudramoorthy đưa vào đường xuất phát. Hiện tại đó là số 2 Bung Phitat và số 11 là Leon Deong. Cùng thời điểm diễn ra trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào là cuộc so tài giữa U22 Thái Lan và U22 Brunei. Và đến lúc này thì U22 Thái Lan vẫn chưa có được bàn thắng nào vào lưới đối thủ được xem là yếu nhất bảng. Tỷ số trận đấu vẫn đang là không đều. Rõ ràng là áp lực rất lớn đang được dành cho thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino sau thất bại 0-2 trước U22 Indonesia ngày ra quân. Thậm chí Thái Lan đã từ chối tiếp xúc với giới truyền thông để chia sẻ về thất bại đó. Huấn luyện viên Akira Nishino cũng không có nhiều thời gian để làm việc với đội hình của U22 Thái Lan. Ngay khi vừa nhận nhiệm vụ thì ông đã phải tập trung cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng loại World Cup 2022. Ở vòng loại World Cup 2022 lúc này thì Thái Lan cũng đang gặp phải một tình thế khó khăn ở bảng đấu cùng với đội tuyển Việt Nam, Malaysia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Indonesia. Từ đây đến thời điểm đầu năm sau sẽ là giai đoạn mà bóng đá Việt Nam có rất nhiều trận đấu quan trọng để tham gia. Ngay sau kỳ SEA Games 30 này kết thúc thì các đội cầu thủ của U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự giải đấu U23 châu Á tại Thái Lan. Giải đấu mà chúng ta cũng đang là những nhà đương kim Á quân. Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng D cùng với các đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ta tiếp tục theo dõi một cơ hội tấn công dành cho các thủ Việt Nam. Đó là pha đánh đầu của Tiến Linh. Tuy nhiên Tiến Linh đã không có được vị trí thực sự thuận lợi để tung ra một đánh đầu như ý. Tiến Linh có thể được xem là người xuất phát sâu nhất trình ở các lứa đội trẻ như U23. Tuy nhiên đến lúc này thì Tiến Linh mới là lựa chọn số 1 ở trên hàng công của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở V-League 2019 vừa qua thì tiền đạo này cũng đã ghi được 7 bàn thắng cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Và sau 12 trận thi đấu đội tuyển quốc gia, anh cũng đã có được 4 pha lập công. Lần gần nhất Tiến Linh
ghi bàn cho tuyển Việt Nam chính là bàn thắng duy nhất vào lưới các tiền vệ của Câu lạc bộ Thống Nhất. Một bàn thắng rất đậm cấp giúp chúng ta có được chiến thắng 1-0 ở vòng loại World Cup 2022. U22 Lào đã ý thức rất rõ sức mạnh của U22 Việt Nam ngày hôm nay khi bố trí đội hình thiên hẳn với phòng ngự. Họ có rất đông quân số với phần sân nhà. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp đã khiến cho U22 Lào không thể hóa giải được sự nguy hiểm đến từ các mũi nhọn tấn công bên phía U22 Việt Nam. Văn Hậu, thủ phối hợp và cướp bóng tương đối đơn giản dành cho U22 Việt Nam. Như thường lệ thì các vị trí trên hàng công của U22 Việt Nam vẫn đang chơi bóng rất cơ động. Lúc này thì Quang Hải lại là người đang đá sang bên cánh trái. Ở câu lạc bộ Hà Nội khi Văn Hậu còn thi đấu thì cặp cánh trái của Văn Hậu và Quang Hải là nơi thường xuyên có được những cơ hội nguy hiểm tạo ra dành cho nhà đương kim vô địch V-League. Với khoảng cách hai bàn lúc này thì rõ ràng là U22 Việt Nam đang chơi rất thông dòng. Tấn Tài, Tiến Linh, lại là tình huống phối hợp của hai cầu thủ thuộc BKMX Bình Dương. Và xử lý cuối cùng của cầu thủ áo số 4 là không thành công và sẽ một quả đánh biên dành cho U22 Lào. Đây là phút thứ 30 và U22 Việt Nam vẫn đang có cách biệt hai bàn dẫn trước. Tấn Tài, đây là Tiến Dụng, Bùi Tiến Dụng là một mẫu tiền vệ mà huấn luyện viên Park Hang-seo rất thích. Vị trí sở trường của Bùi Tiến Dụng là tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm. Nhưng khi cần thì cũng giống như thực tế hiện tại, Bùi Tiến Dụng đang sắm vai là một trung vệ. Chúng ta cũng đã từng thấy huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng vai trò của Đình Trọng cũng tương tự như Bùi Tiến Dụng vào lúc này. Quang Hải, Đức Chiến, cú sút từ rất xa của Đức Chiến sẽ có một quả phạt góc cho các cầu thủ áo đỏ. Ở trận đấu gần nhất gặp U22 Brunei thì Đức Chiến là người đã vào sân thay cho Huỳnh Tấn Sinh. Trước thềm màn so tài này thì đội tuyển U22 Việt Nam có hai trường hợp đang gặp chấn thương nhẹ, đó là trung vệ Huỳnh Tấn Sinh và tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng. Những người đã gặp chấn thương sau trận đấu chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei. Khoảng thời gian để cầu thủ hai đội được tiếp nước dưới cái nắng ở sân Binan. Sân Binan là một trong hai sân đấu chính của bóng đá nam tại kỳ SEA Games lần này. Cùng với sân Binan còn có sân vận động Rizal Memorial
sân vận động quốc gia của Philippines. Cũng giống như Hà Đức Chinh thì ở trận đấu ngày hôm nay thì Nguyễn Tiến Linh cũng có cơ hội ghi cho mình một cú hat-trick. Anh đã có 2 pha lập công vào các phút thứ 3 và 17. Bây giờ sẽ là quả phạt góc và người thực hiện sẽ là Quang Hải. Các trung vệ cầu lớn của U22 Việt Nam cũng đã có mặt trong vòng 16m50 của đối phương. Quang Hải. Có lẽ vừa rồi Quang Hải đã nhắm đến vị trí của trung vệ mã số 6, đó là Ngọc Bảo ở cột xa khung thành. Nhưng đó là một quả đá hơi mạnh của người mang băng đội trưởng hiện tại của U22 Việt Nam. Một thế trận đang diễn ra hết sức thoải mái cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và cũng giống như trận đấu ra quân gặp Brunei thì các cầu thủ U22 Việt Nam cũng sẽ ưu tiên, một là không để thủng lưới trước một đối thủ yếu như U22 Lào, và ngoài ra cũng là vấn đề phải tránh những chấn thương không cần thiết. Việc ban tổ chức môn bóng đá nam của kỳ SEA Games 30 năm 2019 lần này chỉ cho phép các đội tuyển được đăng ký tối đa 20 cầu thủ và có thêm một cầu thủ dự phòng, đã khiến cho rất nhiều những đội tuyển tỏ ra không hài lòng. Và lao ra bắt bóng chính xác của thủ môn Văn Toản. Trong những trận đấu vòng loại World Cup 2022 gần đây thì thủ môn Nguyễn Văn Toản là thủ môn số 3 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Việt Hưng. Tiếp tục là Triệu Việt Hưng. Thanh Sơn. Đây là Hùng Dũng. Quang Hải đang phải lùi về rất thấp. Và lúc này thì các cầu thủ U22 Lào dường như đang chơi với hàng phòng ngự có đến 6 chiếc áo trắng. Quang Hải. Văn Hậu. Đường chuyền của Văn Hậu vừa rồi đã bị cầu thủ của U22 Lào bắt bài. Trọng tài xác định bóng đã chạm tay của Hồ Tấn Tài. Ngày hôm nay Nguyễn Văn Toản được bắt chính thay cho Bùi Tiến Dũng. Nhưng đến lúc này thì anh cũng chưa có quá nhiều cơ hội để thể hiện. Với việc U22 Lào đang bố trí đội hình khá thấp với nhiều nhân sự ở hàng phòng ngự thì U22 Việt Nam cũng đã có những phương án tiếp cận khá hợp lý. Sau những tình huống chuyền bóng khu vực trung lộ để thu đội hình đối phương trở lại thì sẽ là những pha chuyển hướng tấn công sang hai cánh cho Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài. Và hai cầu thủ này sẽ dùng tốc độ của mình để thực hiện những pha thoát xuống và trả ngược lại cho tuyến hai. Với việc đã có được 2 bàn thắng và cũng như thời tiết hiện tại đang khá nóng nên các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đã chủ động giảm nhiệt độ trận đấu
Thời tiết hiện tại ở Philippines đang khá giống với thành phố Hồ Chí Minh, với nhiệt độ sắp xỉ khoảng 32-33 độ C. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp mà U22 Việt Nam thi đấu ở khung giờ 16 giờ địa phương, tức 15 giờ Việt Nam. Và chúng ta vẫn sẽ còn một trận đấu ở khung giờ này là gặp U22 Thái Lan. Vừa rồi là cú đá phạt không vượt qua được hàng rào đối phương. Ở hai trận đấu tiếp theo của mình gặp U22 Indonesia và U22 Singapore thì U22 Việt Nam sẽ được thi đấu ở khung giờ 20 giờ địa phương, tức 19 giờ Việt Nam. Đó sẽ là một khung giờ lý tưởng hơn, mát mẻ hơn để cho các cầu thủ của chúng ta tránh tình trạng bị bào mòn thể lực. Vẫn là U22 Việt Nam, Văn Hậu, Hùng Dũng, Tấn Tài. Ngay sau khi mất bóng thì Tiến Linh đã lùi về rất sâu để ngăn chặn tình huống tấn công của đối phương. Đó luôn là yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo dành ra cho các tiền đạo cắm của đội tuyển mình. Tất cả các cầu thủ trong đội hình đều phải có nhiệm vụ tham gia vào việc tổ chức phòng ngự. Rồi Đức Chiến cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ lập hàng rào cung hai Lào. Nhưng đó là tình huống mà anh cũng đã để tay khép khá sát tới người và cũng rất khó để thổi phạt trong tình huống vừa rồi. Trong các trận đấu trước khi SEA Games diễn ra, ở các trận đấu thuộc vòng loại U23 châu Á cũng như là các trận đấu giao hữu, huấn luyện viên Park Hang-seo thường xuyên xoay tua vị trí mang băng đội trưởng của U22 Việt Nam. Các cầu thủ như Thanh Thịnh, Việt Hưng, Hoàng Đức, Tiến Linh và cả Bùi Tiến Dũng cũng đều có những trận đấu được mang chiếc băng thủ quân. Tuy nhiên tại kỳ SEA Games 30 lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định trao chiếc băng đội trưởng cho Nguyễn Quang Hải, ngôi sao lớn nhất của U22 Việt Nam, và hai đội phó của đội là Nguyễn Tiến Linh và Đỗ Thanh Thịnh. Thanh Thịnh chính là người đã mang băng đội trưởng của U22 Việt Nam trong trận ra quân gặp U22 Brunei. Văn Hậu, thi đấu chậm rãi, cẩn trọng và hạn chế tối đa những chấn thương. Đó chắc chắn là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo dặn dò các học trò của mình rất kỹ ở thời điểm này. Khoảng cách hai bàn là một khoảng cách tương đối thuận lợi để chúng ta có thể tiếp tục triển khai một thế trận chậm rãi và sẽ có những tình huống tăng tốc nhất định ở vài thời điểm để tiếp tục tìm kiếm bàn thắng. Còn khoảng 5 phút nữa cho thời gian thi đấu chính thức của hiệp đấu thứ nhất trên sân Binan. Và lúc này thì đội tuyển U22 Việt Nam dù vẫn đang chiếm giữ thế trận nhưng họ cũng chơi một cách nhàn nhã và không quá vội vàng. Mặc dù đang nằm chung bảng B với những đối thủ mạnh như là U22 Indonesia hay U22 Thái Lan để tranh hai suất đi tiếp. Thế nhưng có lẽ ưu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không phải là về việc cạnh tranh hiệu số. Đã có lỗi việt vị của Hùng Dũng. Ta cũng thấy rằng với vị trí trên sân hiện tại của mình thì Hùng Dũng vẫn thường xuyên tìm kiếm cho mình cơ hội quanh khu vực 16-50 của đối phương. Sẽ không loại trừ khả năng nếu biết chớp thời cơ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu và đặc biệt là hiệp đấu thứ hai thì Hùng Dũng cũng sẽ có cho mình một bàn thắng, ít nhất là một bàn thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Văn Hậu đã bị vượt qua xong xây.
Son Sei tỏ ra rất khỏe. Vanna. Tài đã căng cờ báo lỗi việt vị của cầu thủ mang áo số 9, đó là Son Sei. Hiện tại ở thời điểm trận đấu đang diễn ra thì là vào khoảng 17 giờ giờ Philippines. Hy vọng rằng trong hiệp đấu thứ hai thì nắng sẽ dịu đi trên sân Binan. Đây là Đức Chiến, Thanh Sơn, Văn Hậu, một tình huống phán đáng sai của hậu vệ U23 Lào. Sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên. Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, đường mở bóng hơi sâu của Triệu Việt Hưng. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên Sudramoorthy của U23 Lào đã phát biểu với giới truyền thông rằng ông tin tưởng là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất của mình, và đặc biệt là các trụ cột như Quang Hải hay Văn Hậu trong màn so tài này. Và đó là một dự đoán rất chính xác của huấn luyện viên người Singapore. Hiệp 1 của trận đấu đang bước vào khoảng thời gian bù giờ. Và có vẻ như cách biệt hai bàn hiện tại đang là một kết quả thuận lợi và khiến cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy hài lòng. Đây là Kitty Sắc. Và phối hợp giữa Quang Hải và Tiến Linh. Hùng Dũng, cú sút từ xa. Ở những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên thì Đỗ Hùng Dũng thường xuyên chơi lệch bên cánh phải. Và đã thổ phạt Đoàn Văn Hậu với tình huống bật nhảy tranh bóng của mình. Với thể hình đang ngày một được hoàn thiện trong khoảng thời gian tập luyện tại đất nước Hà Lan thì Đoàn Văn Hậu vào lúc này đang thường chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp tay đôi với đối phương. Đúng lúc này thì trọng tài chính người Ấn Độ đã cho hiệp đấu đầu tiên mang so tài U23 Việt Nam và U22 Lào khép lại.
Như vậy là hai bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh chính là sự khác biệt của đội tuyển U23 Việt Nam sau 45 phút đầu tiên của trận đấu. Một khởi đầu hết sức thuận lợi cho đội tuyển U23 Việt Nam khi mà Nguyễn Tiến Linh đã tìm cho mình được cảm giác ghi bàn, và đó là một thế trận rất thoải mái và làm chủ được thế trận trên sân Binan trong hiệp đấu đầu tiên vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sân vận động Binan ở tỉnh Laguna, Philippines để theo dõi hiệp đấu thứ hai màn so tài giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Lào. Đứng trước bóng vào lúc này đang là Nguyễn Tiến Linh, người đã lập cú đúp trong hiệp đấu đầu tiên để giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-0. Trong hiệp đấu đầu tiên thì theo chúng tôi nghĩ lẽ ra tỷ số đã có thể là 3-0, ít nhất là 3-0 khi mà Đoàn Văn Hậu đã có một tình huống phá bẫy việt vị và đưa bóng qua đầu thủ môn Seysavat. Nhưng trọng tài chính ông Krishna người Ấn Độ đã không công nhận bàn thắng khi bắt lỗi Văn Hậu đã rời vào thế việt vị, mặc dù trước đó trọng tài biên đã không có bất kỳ động thái nào báo lỗi việt vị của hậu vệ bên phía U22 Việt Nam. Ở hiệp đấu thứ hai này thì các cầu thủ áo đỏ U22 Việt Nam sẽ bảo vệ phần sân phía bên tay trái. Chúng ta thấy ở đầu hiệp này thì Trọng Hoàng đã xuất hiện trong thành phần của đội tuyển U22 Việt Nam. Tiến Linh. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là Trọng Hoàng vào thay cho cầu thủ nào của U22 Việt Nam ở hiệp đấu này. Sự thay đổi người được huấn luyện viên Park Hang-seo lặp lại từ màn so tài với U22 Brunei. Thanh Sơn, và đẩy bóng hơi dài của Thanh Sơn. Sukaphone, cú sút từ rất xa của số 7 bên phía U22 Lào. Đó là cú dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này của các cầu thủ U22 Lào. Như vậy là Trọng Hoàng vào thay cho Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài là người đã kiến tạo để Nguyễn Tiến Linh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở hiệp đấu đầu tiên. Trong hiệp 1 thì gần như cầu thủ mau số 7 của U22 Lào chỉ chủ yếu di chuyển, bởi vì đơn giản là các cầu thủ U22 Lào gần như không có được bóng để triển khai lưới chơi. Quả phạt góc, và Triệu Việt Hưng sẽ là người thực hiện quả phạt góc cho U22 Việt Nam. Đánh đầu. Ngày hôm nay tiếp tục là một trận đấu phải làm việc rất vất vả và phải đòi hỏi sự tập trung cao độ đối với thủ môn Seysavat. Và đổi ngược lại ở phía bên kia thì người đồng nghiệp của anh đó là thủ môn Nguyễn Văn Toản đang có một trận đấu rất nhẹ nhàng. Quang Hải, Việt Hưng, Ngọc Bảo, đây là Đức Chiến. Đường chuyền của Quang Hải không đến được vị trí của Trọng Hoàng. Đường chuyền rất dài lên cho số 7 Sukaphone.
khi mà đội hình của Mai Lào phải lùi rất thấp trên phần sân nhà. Chủ yếu họ đang chơi với hệ thống sơ đồ phòng ngự có đến 6 hậu vệ trong hiệp đấu đầu tiên, thì cự ly đội hình của Ôm Hai Lào là rất xa. Sukafone, cầu thủ mang áo số 7 của Ôm Hai Lào, Sukafone, cầu thủ được đặc biệt danh đó là Messi Lào, đang chơi bóng ở đất nước Thái Lan trong áo của câu lạc bộ Prachuap. Giống như hiệp đấu đầu tiên thì vào lúc này đội bóng của huấn luyện viên Sudramorty cũng đang chơi với sơ đồ đó là 5-4-1. Và khi cần thì một trong hai tiền vệ trung tâm sẽ lùi về tạo thành hàng phòng ngự có đến 6 người của các cầu thủ U22 Lào. Đức Chiến, Tiến Linh, và mở bóng cho Văn Hậu. Quả tạt rất tốt của Văn Hậu, không vào. Có đến hai chiếc áo đỏ băng vào để đón đường chuyền của Văn Hậu. Triệu Việt Hưng và Tiến Linh, có lẽ người chạm bóng cuối cùng đó là số 7 của đội tuyển U22 Việt Nam. Và chạm bóng bằng chân không thuận của Việt Hưng. Việt Hưng đang được chơi nhô cao. Đây là Vanna. Đức Chiến, Quang Hải, tình huống không hiểu ý giữa Quang Hải và Tiến Linh. Quang Hải vẫn đang được bố trí đá rất gần với tiền đạo cao nhất của U22 Việt Nam đó là Tiến Linh. Khi có cơ hội thì hai cầu thủ này sẽ có những tình huống bật tường với nhau để thoát ra lối đá pressing của các hậu vệ áo trắng. Sẽ có đôi lúc tín hiệu đường truyền từ Philippines về Việt Nam không được tốt, mong quý vị khán giả thông cảm. Văn Hậu, Văn Hậu, pha đột phá của Văn Hậu, cú sút không vào. Phải nói rằng với những gì đang thể hiện thì Văn Hậu xứng đáng có cho mình một bàn thắng đến thời điểm này. Có lẽ pha đột phá vừa qua thì thành phần ban huấn luyện của đội tuyển U22 Việt Nam cũng không ngờ rằng Văn Hậu lại táo bạo trong tình huống lên bóng của mình như vậy. Đúng là như vậy, nếu như trong những bài chiến thuật quen thuộc của huấn luyện viên Park Hang-seo thì đó sẽ là tình huống mà Văn Hậu sẽ thoát xuống và có những đường trả ngược về sau cho các cầu thủ thứ hai băng lên, hoặc những đường căng ngang cho Tiến Linh chạy cắt mặt dứt điểm. Nhưng rõ ràng là Văn Hậu cũng đang rất khao khát có được một pha lập công, nhất là sau khi đã bị từ chối một bàn thắng ở trong trận thứ nhất. U22 Lào không phải là một đối thủ quá mạnh và các cầu thủ U22 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để có thêm bàn thắng hùng dũng. Bàn thắng thứ 3 được đến với các cầu thủ U22 Việt Nam và người lập công là Đỗ Hùng Dũng, một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi được bổ sung vào đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo. Các trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã lên tiếng trong trận đấu ngày hôm nay. Hiệp 1 là cú đúp của Tiến Linh. Còn đây là pha phối hợp bất tường giữa Quang Hải và Hùng Dũng. Hai cầu thủ đã quá hiểu nhau, những người thi đấu cùng nhau trong máu câu lạc bộ Hà Nội và cũng như là đội tuyển quốc gia.
Thêm một pha dứt điểm lạnh lùng nữa đến từ các chân sút của U22 Việt Nam. Rõ ràng là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của U22 Việt Nam ngày hôm nay đã được cải thiện đáng kể. Đó cũng có thể xem là một trong những sự khác biệt ở trên hàng tấn công của U22 Việt Nam trong hiệp 2 này. Như vậy với tình huống ghi bàn vừa qua và hành động ăn mừng bàn thắng đó là ôm quả bóng và đu đưa thì Đỗ Hùng Dũng đã dành tặng bàn thắng vừa qua làm quà cho đứa con đầu lòng của mình. Trận đấu này diễn ra trước một ngày so với ngày chúng ta hay gọi là ngày thôi nôi của con Đỗ Hùng Dũng. Trước đó vào ngày 29 tháng 10 thì vợ chồng Đỗ Hùng Dũng đã đón đứa con trai đầu lòng tại Hà Nội. Vâng, nhắc đến chi tiết này thì trong một trạng thái được đăng trên mạng xã hội thì Đỗ Hùng Dũng cũng đã chia sẻ con trai anh tên là Đỗ Gia Bảo, lớn lên cháu sẽ làm đội trưởng và cố gắng xuất pen tốt hơn bố. Vâng, đó cũng là một dòng chia sẻ khá thú vị và hài hước. Đó là tình huống mà Hùng Dũng muốn nhắc đến và bỏ lỡ quả penalty đáng tiếc của anh trong trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Tiếp tục là cơ hội dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Tiến Linh cơ hội đập hat-trick và dĩ nhiên là với một chân sút lạnh lùng như Tiến Linh thì anh không thể bỏ qua cơ hội này. Bàn thắng thứ 3 dành cho Nguyễn Tiến Linh, tỷ số là 4-0. Như vậy là cả hai tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam ở giải năm nay mỗi người đều đã có cho mình một hat-trick. Ta cùng theo dõi lại tình huống cướp bóng của Trọng Hoàng, cầu thủ Đương Tung vào sân trong hiệp 2 và một đường chuyền rất vừa tầm để Tiến Linh băng xuống. Không có một trở ngại nào dành cho Tiến Linh trong pha băng xuống này. Cũng giống như hiệp đấu đầu tiên, U22 Việt Nam đã có những tình huống tăng tốc ở ngay đầu hiệp 2 này và cũng sớm có được hai bàn thắng chỉ sau khoảng hơn 10 phút thi đấu. Vùng hai Lào vẫn là những đối thủ yếu và hàng thủ của chúng ta vẫn cần được kiểm chứng về năng lực ở trong những trận đấu tiếp theo, đặc biệt là trận đấu vào ngày 1 tháng 12 gặp U22 Indonesia. Trận đấu cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của HTV. Vào ngày 3 tháng 12, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Singapore và cuối cùng vào ngày 5 tháng 12 sẽ là trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp U22 Thái Lan. Với việc lịch thi đấu được gặp các đối thủ yếu dần, mạnh dần, rồi sau đó là đối thủ mạnh nhất, được dự đoán là mạnh nhất ở trận cuối cùng, đó là một lịch thi đấu được xem là thuận lợi cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên vòng bảng, chúng ta vừa được theo dõi lại một tình huống chọc khe nữa của Quang Hải, chính xác là một đường bấm bóng cho Quang Hải, của Quang Hải dành cho Tiến Linh. Đấu thứ hai đã diễn ra với một tiết trời dịu mát hơn rất nhiều và các cầu thủ cũng đã có cơ hội để thể hiện những pha phối hợp tốt hơn. Cả hai cầu thủ trên 22 tuổi của đội Park Hang-seo đều đang có mặt ở trên sân lúc này sau khi Trọng Hoàng tung vào sân trận 2. Và cả năm trụ cột của U22 Việt Nam thi đấu cho đội tuyển quốc gia hiện tại là Trọng Hoàng, Tiến Linh, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu cũng đã góp mặt. Đây cũng có thể được xem là một trong những đội hình mạnh nhất của U22 Việt Nam. Nhiều khả năng trong khoảng thời gian tiếp theo, những cái tên như Hoàng Đức,
cũng có thể sẽ được cướp mặt. Hoàng Đức cũng là một trong những cầu thủ thuộc biên chế của đội tuyển quốc gia và cũng là một trong những trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam trong những chiến dịch vừa qua. Vừa rồi là tình huống cao chân của Triệu Việt Hưng và trọng tài đã thổi phạt tiền vệ của Hoàng Gia Lai. Một cơ hội dành cho các cầu thủ U22 Lào và cũng cần phải có sự cảnh giác đến từ hàng phòng ngự của U22 Việt Nam trong tình huống này. Đánh đầu! Như vậy là đã có bàn thắng dành cho U22 Lào. Đúng như chúng tôi đã cảnh báo, U22 Lào sẽ cố gắng triệt để tận dụng những tình huống cố định của mình. Và vừa rồi là tình huống màn phòng ngự U22 Việt Nam đã không có được sự bọc lót cho nhau tốt và đã để lỏng một cầu thủ của U22 Lào. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ áo số 19 Kahan, người thi đấu ở vị trí trung vệ của U22 Lào. Bùi Tiến Dũng có lẽ là người đã mắc lỗi khi không theo kèm cầu thủ đối phương. Một bàn thua có thể sẽ không ảnh hưởng đến kết quả trực tiếp của trận game này, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy lo lắng và ngay lập tức cần phải có những điều chỉnh, những nhắc nhở đối với các học trò của mình, đặc biệt là những cầu thủ hàng phòng ngự. Đó gần như là cơ hội rõ rệt đầu tiên của U22 Lào và ngay lập tức họ đã có được bàn thắng. Như vậy là trong cả hai trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay đều đã có những điều không vui xảy đến với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu như trận đấu đầu tiên đó là hai trường hợp chấn thương của Tấn Sinh và Trọng Hùng thì ngày hôm nay đó lại là một bàn thua không đáng trước U22 Lào. Dù U22 Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc huy chương vàng ở SEA Games năm nay và đội hình của chúng ta cũng có những cầu thủ thực sự chất lượng so với phần còn lại của thi đấu, nhưng nếu như không có được sự chắc chắn vững vàng nơi hàng phòng ngự, yếu tố cốt lõi trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo, thì trước những đối thủ như U22 Indonesia, Malaysia, Myanmar hay Thái Lan, ta hoàn toàn có khả năng bị đánh bại. Và vào bóng rất nguy hiểm của cầu thủ bên phía U22 Lào và chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra dành cho cầu thủ mang áo số 6 Kitty Sắc. Rất may là Việt Hưng đã né được tình huống vào bóng vừa rồi. Nếu như đó là một pha vào thẳng cổ chân thì nó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Bây giờ là lúc mà U22 Việt Nam cần phải thi đấu chậm rãi trở lại, giảm nhịp độ trận đấu, bởi vì U22 Lào đang rất hưng phấn sau khi có được bàn rút ngắn tỷ số vừa qua. Cái tỷ sắc Phong Vong Sa là người phải nhận thẻ vàng. Bây giờ là sẽ qua đá phạt của Hùng Dũng. Quang Hải, cú đá ngay của Quang Hải, nhưng đó là một pha dứt điểm quá thiếu chính xác. Quang Hải là người đã thi đấu rất nhiều trong năm 2019 vừa qua ở cả màu áo đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 cũng như là câu lạc bộ Hà Nội. Mùa giải vừa qua là mùa giải mà câu lạc bộ Hà Nội cũng đã tiến rất sâu ở AFC Cup khi vào đến trận chung kết liên khu vực gặp câu lạc bộ 25 tháng 4 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ở cúp quốc gia thì họ cũng vào đến trận chung kết. Đã có thời điểm Quang Hải gặp chấn thương và mang đến những nỗi lo nhất định cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trọng Hoàng,
bây giờ là Thanh Sơn. So với người đá cặp ở khu vực trung tuyến Triệu Việt Hưng thì Thanh Sơn đúng là phải đá thấp hơn và làm nhiệm vụ thu hồi bóng. Sự thay đổi người bên phía U22 Lào, cầu thủ vào sân đó là số 14 Som Savat. Anh vào thay cho cầu thủ tiền vệ cánh trái số 17 đó là Buon Con Bufachan. Có lẽ đó là một sự thay đổi của huấn luyện viên Moti nhằm chám lại hành lang cánh trái của U22 Lào, cánh mà hiện tại Trọng Hoàng đang khoét rất sâu. Tình huống phạm lỗi của Quang Hải. Theo những thống kê thì Quang Hải trong năm 2019 đã chơi tổng cộng là 57 trận đấu trong cả màu áo đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Hà Nội. Trong đó anh góp mặt ở tất cả 15 trận đấu của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam và thêm 42 trận đấu trên tổng số 46 trận của câu lạc bộ Hà Nội. Như vậy Hà Đức Chinh đã được tung vào sân thay cho Đỗ Hùng Dũng. Và hiện tại vào lúc này thì hàng tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam đang có đến hai khẩu trọng pháo, đó là Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh. Cả hai cầu thủ đã ghi đến 7 bàn thắng cho đội tuyển U22 Việt Nam tính đến thời điểm này. Hùng Dũng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đây là Đức Chinh, pha chạm bóng đầu tiên của Đức Chinh. Lỗi đẩy sâu của trung vệ số 6 Kitty Sắc. Không có gì phải bàn cãi về tình huống phạm lỗi này của hậu vệ bên phía U22 Lào. Đây có thể sẽ là cơ hội cho những cầu thủ chơi đầu tốt như Hà Đức Chinh, cầu thủ vừa vào sân thay người. Quang Hải, cú đá ngay. Có lẽ với bản thân Quang Hải thì anh cũng đang rất khao khát có được bàn thắng đầu tiên tại kỳ SEA Games 30. Văn Ngậu. Ở hiệp 2 này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã giảm tải cho cánh trái của Văn Hậu khi bóng được luân chuyển bên cánh phải nhiều hơn. Trong hiệp 1, đó là khoảng thời gian mà Văn Hậu đã chơi nhô cao và thường xuyên có những tình huống phối hợp với các đồng đội phía trên. Thanh Sơn, Tiến Linh. Quyết định rất nhanh của tiền đạo áo số 22 của đội tuyển U22 Việt Nam. Việc đang được đá chung hiếm hoi sẽ là cơ hội để Hà Đức Chinh và Tiến Linh có thể tìm được tiếng nói chung với nhau. Đây là Tiến Linh, đường truyền cho Hà Đức Chinh, không được. Đường truyền của Tiến Linh cho Hà Đức Chinh có phần hơi sửa lưng đồng đội, nhưng vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Quang Hải,
Thanh Sơn. Mỗi khi lên tham gia tấn công thì ở phần sân nhà vẫn luôn có ít nhất là 3 cầu thủ áo đỏ. Đức Chiến, vừa rồi là đường chuyền của tiền vệ Thanh Sơn. Tại cùng giờ với màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Lào thì cặp đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Brunei đang có tỷ số là 3-0 nghiêng về cho U22 Thái Lan. Vừa rồi trọng tài xác định đó là tình huống phạm lỗi của trung vệ Đức Chiến. Bóng đang là số 7 Sukakone. Cú đá thẳng. Tình huống chơi cảnh giác của thủ môn Nguyễn Văn Toản. Nguyễn Văn Toản là thủ môn có thể hình tốt nhất hiện tại của đội tuyển U22 Việt Nam. Anh cao 1m85 và đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Hải Phòng. Trong những trận đấu gần đây của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 thì Nguyễn Văn Toản thường được triệu tập lên với vị trí thủ môn số 3 sau Đặng Văn Lâm và Tuấn Mạnh. Nguyễn Văn Toản được huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá rất cao. Ngoài những yếu tố chuyên môn của một thủ môn thì khả năng chơi bóng bằng chân của thủ môn Nguyễn Văn Toản là rất tốt. Đội tuyển U22 Lào có sự thay đổi người thứ hai. Trung vệ mã số 6 Kitty Sắc rời sân nhường chỗ cho số 3 Anantaza Siphonphan. Kitty Sắc là cầu thủ cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng trước khi rời sân. Thanh Sơn. Văn Hậu. Quang Hải. Triệu Việt Hưng. Ba tiền vệ trung tâm của đội tuyển U22 Việt Nam vào lúc này đó là Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng và Quang Hải đang tạo thành một tam giác ở khu vực giữa sân. Rất khó khăn cho các cầu thủ áo trắng để có thể cầm bóng được lâu trước lưới chơi áp sát rất nhanh của các cầu thủ U22 Việt Nam. Thanh Sơn. Triệu Việt Hưng. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ, đây là Triệu Việt Hưng. Sẽ có quả phạt góc dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Vừa rồi trong một tư thế có phần hơi bất lợi khi nhận đường chuyền có phần sâu của Triệu Việt Hưng, nhưng Văn Hậu vẫn nỗ lực để tìm kiếm một quả phạt góc cho đội nhà.
Ở trong trận đấu gặp U22 Brunei thì Đức Chinh từng ghi bàn từ một tình huống tương tự như vậy. Một quả phạt góc bên cánh trái và thực hiện là Trọng Hùng. Bây giờ là tình huống thực hiện đường phạt góc của Triệu Việt Hưng, và người đã dứt điểm rồi là Lê Ngọc Bảo. U22 Việt Nam đã thay hai cầu thủ và đây là người cuối cùng sẽ được tung vào sân ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là Nguyễn Hoàng Đức và người rời sân là Tiến Linh. Vậy là Tiến Linh và Đức Chinh chỉ đá cặp với nhau được ít phút ngắn ngủi trên sân. Và cặp đôi này cũng chưa có được tình huống phối hợp thật sự rõ ràng nào. Chỉ có duy nhất một pha bóng mà Tiến Linh đã rất nỗ lực để căng ngang cho Đức Chinh. Nhưng dù sao đây cũng là một trận đấu xuất sắc của Trần Xuân Người Bình Dương khi anh đã có được một hat-trick. Phần còn lại sẽ là đất diễn dành cho Hoàng Đức, một cầu thủ cũng thi đấu trên hàng công và cũng thi đấu khá đa năng, có thể đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Với việc Hoàng Đức vào sân thì U22 Việt Nam sẽ trở lại với sơ đồ 3-4-3. Đức Chinh sẽ là người đá cao nhất và hỗ trợ cho anh sẽ là Hoàng Đức và Quang Hải. Văn Hậu rủ thoát phá bẫy việt vị. Văn Hậu không có lỗi của cầu thủ bên phía U22 Lào. Pha bóng mà có vẻ như hậu vệ của Việt Nam đã hơi chủ quan và trở nên thất thế trong tình huống tranh chấp với U22 Lào. Bon Phithat là người đã tranh chấp tốt trong tình huống vừa rồi. Và mất bóng của Thanh Sơn. Đã có những chệch choạc nhất định trong lối chơi của U22 Việt Nam trận đấu thứ hai này. Chặng đường chinh phục chiếc huy chương vàng SEA Games 30 vẫn còn rất dài phía trước. Và những luận viên Park Hang-seo đã chia sẻ sau trận đấu cấp U22 Brunei này, đội tuyển Việt Nam sẽ phải cải thiện và tiến bộ qua từng trận đấu. Đức Chinh, Trọng Hoàng, Quang Hải và bộ bóng quen thuộc của Quang Hải. Nhưng sau đó thì tình huống chuyền bóng của Đức Chinh dành cho Hoàng Đức là hơi mạnh. Những tình huống mà Quang Hải đứng cùng một phương thẳng đứng với tiền đạo cao nhất của U22 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia là một miếng đánh quen thuộc của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nó sẽ khiến cho các hậu vệ đối phương mất tập trung và bị hút vào Quang Hải. Và đó sẽ là cơ hội để cho tiền đạo của U22 Việt Nam có được cơ hội dẫn bóng. Với U22 Lào thì ngày hôm nay họ cũng đang cho thấy được một bộ mặt khá đáng khen. Sau khi để thua 4 bàn, U22 Lào hoàn toàn không vỡ trận. Họ vẫn thi đấu với một tinh thần thoải mái và vẫn cố gắng tận dụng những cơ hội mà mình có được. Trong những năm gần đây thì bóng đá của các quốc gia như Lào và Campuchia cũng đã có những sự tiến bộ vượt bậc và họ cũng đã thu hẹp khoảng cách đáng kể với nhóm phía trên của khu vực Đông Nam Á. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã thấy một trận thắng giòn giã 5-0 của U22 Campuchia trước U22 Timor-Leste. Hoàng Đức, Thanh Sơn, phối hợp của Đức Chinh và Việt Hưng. Đức Chinh là người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại SEA Games 30 năm nay với 4 bàn thắng và đứng ngay sau anh chính là Tiến Linh.
cơ hội tấn công dành cho U2 Lào. Bóng trên Kham. Pha xoay trở khá tốt của Messi Lào và đã có tình huống phạm lỗi đến từ Đức Chiến. Đây đã là phút thứ 80 màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Lào. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang có được cách biệt 3 bàn. Nhưng chắc chắn rằng với bàn thua từ một tình huống cố định vừa qua sẽ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cần phải có những sự điều chỉnh với các học trò của mình. Hoàng Đức. Cú đá bóng sóng rất nhanh của Hoàng Đức. Như vậy ở thời điểm hiện tại thì ba cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Viettel đều đang có mặt ở trên sân. Đó là Hoàng Đức, Trọng Hoàng và trung vệ Đức Chiến. Việt Hưng. Pha xử lý hơi chậm của Việt Hưng. Xong xây. Hiện tại ở sân Rizal, sân vận động quốc gia của Philippines thì đội tuyển U22 Thái Lan cũng đang dẫn trước U22 Brunei với tỷ số 5-0. Nhưng khi mà đội tuyển U22 Thái Lan đã bất ngờ để thua trong trận ra quân với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Indonesia, đó cũng có thể xem là một kết quả vừa bất ngờ nhưng cũng mang tính thuận lợi cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hoàng Đức, cú sút rất nhanh, vẫn còn thêm một cú sút nữa. Người vừa thực hiện cú dứt điểm đó là Quang Hải. Trận hết sức khó khăn. U22 Lào thường thì các cầu thủ áo trắng chỉ thực hiện được rất ít những đường chuyền trước khi để mất bóng. Quang Hải, Trọng Hoàng. Thanh Sơn. Không có lỗi thiết bị, Trọng Hoàng rất đơn giản cho bàn thắng của U22 Việt Nam. Một tình huống phá bẫy thiết bị rất kinh nghiệm của Trọng Hoàng và tỷ số là 5-1 cho U22 Việt Nam. Niềm vui rất lớn dành cho các cầu thủ viên của Việt Nam đang có mặt ở sân Binan và cả những người hâm mộ đang theo dõi trực tiếp trận đấu này. Đường chuyền rất chính xác đó là của tiền vệ Thanh Sơn. Mặc dù đang chơi với hàng phòng ngự dàn ngang đến 7 chiếc áo trắng, nhưng ở tình huống vừa qua thì các cầu thủ U22 Lào vẫn bỏ quên Trọng Hoàng. Và cắt bóng của Bùi Tiến Dũng.
Sukaphone. Tiếp tục là Sukaphone. Thanh Sơn với vai trò là một tiền vệ thu hồi bóng ở trận đấu ngày hôm nay, nhưng anh vẫn có cho mình được một tình huống chuyền bóng rất nhạy cảm. Và phải nói là Thanh Sơn đã hiểu rất rõ tình huống di chuyển của Trọng Hoàng. Vừa rồi là một tình huống thoát xuống của Hoàng Đức sau đường chuyền của Quang Hải. Mặc dù đang chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo, nhưng chúng ta cũng thấy là các cầu thủ U22 Việt Nam và đặc biệt là các tiền vệ áo đỏ đang cho thấy được cảm giác chuyền bóng rất tốt. Đây là Song Say. Long Liêu. Sukaphone. Vanna. Và các bóng của Đức Chiến. Long Liêu. Bóng đã trở về quyền kiểm soát của các cầu thủ huấn luyện viên Park Hang-seo. Tiếp tục là Thanh Sơn. Nếu như ở hiệp đấu đầu tiên thì người triển khai bóng ở hàng tiền vệ của U22 Việt Nam là Triệu Việt Hưng, thì ở hiệp 2 vai trò đó đã được trao cho Thanh Sơn. Vanna. Và để bóng hơi dài của Vanna. Nguy cơ chấn thương ngoài da khi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo là rất lớn ở trận đấu này. Chúng ta thấy là hậu vệ Vanna của U22 Lào vừa rồi đã gặp một vết xước ở đầu gối. Trọng Hoàng. Sau khi có được bàn thắng thứ 5 thì các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu lại. Trận đấu đang trôi về những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức. Với chiến thắng ngày hôm nay trước U22 Lào thì đội tuyển U22 Việt Nam vẫn sẽ giữ ngôi đầu của bảng B. Ở lượt trận thứ 2 của bảng B vẫn còn một trận đấu nữa, đó là cặp đấu giữa U22 Indonesia và U22 Singapore. Trọng Hoàng phối hợp với Đức Chinh. Trọng Hoàng, Hoài Đức rồi không vào. Một tình huống không chơi bóng và dứt điểm rất nhanh của Hoàng Đức. Và phối hợp rất cơ bản của bộ đội Hà Đức Chinh và Nguyễn Trọng Hoàng. Nhưng Hoàng Đức khá đáng tiếc lại không tận dụng được cơ hội để có được bàn thắng cho mình. Quang Hải.
đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu thứ hai. Quang Hải. Quả bóng hơi thiếu cảm giác của Hoàng Đức. Socafone. Xong say sẽ có 3 phút bù giờ cho trận đấu này. Một trận đấu đầy nỗ lực của các cầu thủ U22 Lào. Trọng Hoàng. Hà Đức Chinh. Triệu Việt Hưng. Ở trận đấu cùng giờ với trận đấu này thì đội tuyển U22 Thái Lan cũng đang có được lợi thế dẫn đến 7-0 trước U22 Brunei. Triệu Việt Hưng được chuyền dành cho Hoàng Đức. Triệu Việt Hưng. Quang Hải. Thì chúng tôi cũng đã giới thiệu thì theo sau trận đấu này thì ở lượt trận thứ 3 của bảng B, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu rất quan trọng gặp U22 Indonesia. Đó là trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ theo giờ Việt Nam vào ngày Chủ nhật 1 tháng 12. Trọng Hoàng đường truyền cho Triệu Việt Hưng. Vẫn là cao thủ đỏ Quang Hải cú sút 6-1 cho cao thủ U22 Việt Nam và đó là đội trưởng Quang Hải. Ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu thì Quang Hải cũng đã có cho mình pha lập công đầu tiên trên đất Philippines. Một tình huống sửa lòng vào góc xa quen thuộc của số 19 bên phía U22 Việt Nam. Người đã thực hiện đường trả bóng để Quang Hải dứt điểm đó là Văn Hậu. Những người đã rất hiểu nhau. Thủ môn Say Sabat hoàn toàn không có cơ hội nào trong khung thành của U22 Lào. Đó là một sự giải tỏa rất lớn về mặt tâm lý và cảm giác chơi bóng cho đội trưởng của U22 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Vanasone, cầu thủ máu số 12, là cái tên được vào thay cho Somsay. Nhưng cầu thủ của U22 Lào cũng chỉ có được những bước chạy ít ỏi khi mà trọng tài Srivat người Ấn Độ đã cho trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào khép lại. Kết quả chung cuộc đó là 6-1, chiến thắng nhẹ nhàng cho đội tuyển U22 Việt Nam. Với chiến thắng này thì chắc chắn rằng đội tuyển U22 Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục đứng đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối qua 2 chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei và 6-1 trước đội tuyển U22 Lào. 6 bàn thắng ở trận đấu ngày hôm nay của đội tuyển U22 Việt Nam. Có một cú hat-trick của Tiến Linh, một bàn của Trọng Hoàng
Một bàn của Quang Hải. Quý vị và các bạn thân mến, xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi màn so tài ngày hôm nay trên sóng HTV9. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.